Hội nghị công bố triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, triển khai các dịch vụ thiết yếu cho người dân. Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đề án 06 và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai tích cực, mang lại hiệu quả. Trong đó giao hai địa phương là Hà Nội và Thừa Thiên Huế thực hiện thí điểm hai tiện ích về sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNEID. Triển khai sổ sức khỏe điện tử, đến nay đã tạo lập được hơn 32 triệu dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cho người dân, trong đó có hơn 14,6 triệu công dân đã tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNEID với 98,6% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng bộ liên thông qua bảo hiểm y tế để tích hợp vào VNEID, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh liên thông dữ liệu đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Về triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp, sau hơn 4 tháng thí điểm, tại Hà Nội tiếp nhận hơn 45.000 hồ sơ, Thừa Thiên Huế tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNEID, chiếm hơn 70% tổng số hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của hai tỉnh. Ước tính, mỗi hồ sơ tiết kiệm khoảng 10.000 đồng tiền xăng xe, đi lại và công sức chờ đợi, 150.000 đồng tiền công trung bình nửa ngày công của người dân với nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp ở Hà Nội. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đến đầu năm 2025, 100% cơ sở y tế, công lập và tư nhân và 40 triệu người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử, 100% người dân có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNEID. Là đẩy mạnh chuyển đổi số mạnh mẽ về tư duy, về hành động, về nhận thức. Cái thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, đẩy mạnh triển khai các cái tiện ích trên nền tảng VNEID để người dân, doanh nghiệp hưởng thụ thật, là đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo cái đồng thuận, tạo cái sự hiểu biết, tạo cái kỹ năng, đảm bảo sự tham gia đồng bộ của tất cả các bộ ngành địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện các cái tiện ích nêu trên. Hai là đảm bảo hạ tầng số, nền tảng số hoạt động ổn định, thông suốt, không lõm sóng, không có thiếu điện. Tôi nói mãi rồi mà chuyển đổi số này mà không có sóng, không có điện. Hai là đảm bảo hạ tầng số, nền tảng số hoạt động ổn định, thông suốt, không lõm sóng, không có thiếu điện. Đảm bảo cái nhân lực để triển khai các ứng dụng tiện ích, nền tảng số, đủ năng lực, đủ tâm, đủ tầm và có trách nhiệm. Cán bộ làm cái việc này là phải đủ tâm, đủ tầm, có trách nhiệm cao. Cái thứ tư là đảm bảo 100% người dân, doanh nghiệp có nhu cầu được tiếp cận dễ dàng, an toàn, tiện lợi, chi phí thấp, thu hút được người dân tham gia góp ý trong quá trình thiết kế sáng tạo, hướng đến cá nhân hóa các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp. Cái thứ năm, bảo đảm cái an ninh mạng, an toàn thông tin, tính riêng tư của thông tin, dữ liệu, và dữ liệu phải đứng đủ sạch sống theo thời gian thực. Cùng với đó, Thủ tướng đã giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương, nhất là đối với Bộ Công an, phối hợp với cơ quan liên quan, tiếp tục hoàn thiện, tối ưu hóa các tiện ích hiện có trên ứng dụng VNEID, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, thuận tiện.